Vâng, nhân dịp ngày 20 tháng 10, tôi xin hát tặng chúc sức khỏe các mẹ, các bà, các mẹ, các chị, các em và các cháu, nói chung là chúc cho phụ nữ. Hà mẹ quà bị ai tặng hở tê lò ai
chỉ tặng tên xin kén sửa lãng linh sắc tên là mặt độc hoa ai ôi lại nhìn lo phùa bên sườn tên là hát ơi chỉ tặng có thèm nhớn thèm cắm ma hờn lại nhìn lo phùa bên mi điều kiện tê chiếc tầng thờ là bò may phải có như chiếc chuông tê lòng có khen đường sau ngớ mê mặn sỏi tê đỏ chi chúc là ón nói tầng bó nê thuần môn tê đỏ xuống mơ không hờ chỉ mi bèn xót gọi tao nói bà màn ta nắng màn tê đó quá trái ơi nâu trái chỉ mi bỏng hù cắm ông anh chỉ chúc hờ thuần nông ăn ba tay thuần bỏ đường môn đọc qua xuống mơ xung em, xung người, xung ý, xung pì, xung nòng, hôn nhân hao mừ sao cầm vườn xích, mừ phụ nữ mương Việt Nam hao, xin hư chúc thờ mi bạc bì hen trần, nhất chiếc nhất hài khẳng trần, cơ thuồng bó có cú phà đi mi nước pi nòng nơi.